Biệt dịch. Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả mười phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Phương trên, phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Số 4 đã rõ, nhân với số thế, 3 lần 4, 4 lần 3 thành ra 12. Giảng giải. Nhưng tánh của thế giới ấy, dù có thiết lập tuy cả mười phương, định vị có rõ ràng, thì thế gian chỉ nhận phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mọi người đều biết rõ ràng. Hầu hết mọi người đều chỉ nói đến bốn phương. Phương trên, phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Khi quý vị nói cái gì đó ở giữa, thì nó ở giữa cái gì? Quý vị không thể nào xác định vị trí trung tâm. Số 4 đã rõ, mọi người đều đồng ý với điểm này, đó là dĩ nhiên nhân với số thế. 3 lần 4, 4 lần 3 thành ra 12. Ở đây chúng ta xác định được con số của thế giới, 3 thời, tam thế và 4 phương, tứ phương. Kinh văn. Nhân cho 3 lớp, 10 thành trăm thành ngàn. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1.200 công đức. Giảng giải. Nhân cho 3 lớp. Con số 12 do 3 nhân với 4 mà thành, là một lần nhân, tức một lớp. Từ số 12 nhân với 10 thành 120 là lớp thứ hai. Từ 120 nhân cho 10 thành 1.200 là lớp thứ ba. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có 1.200 công đức. Bắt đầu với 12 tăng đến cao nhất là 1.200. Đây là ranh giới năng lực của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi chúng giao tiếp với thế giới. Ba lớp, tức ba sự tương tục của chúng sinh, của thế giới và của nghiệp quả. Kinh văn. A Nan, trong sáu căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh, điểm yếu. Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng. Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn qua lại hai bên, chỉ được 2/3. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn. Trong 3 phần công đức, 1 phần không có. Nên biết, nhãn căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải. Đây là phương pháp Đức Phật giảng kinh. Nghĩa lý của kinh được tuần tự giảng nghĩa theo phần chính văn. Đến điểm này quý vị đừng sốt ruột. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh, điểm yếu. Ông có thể tự mình xét kỹ căn nào của mình thù thắng nhất và căn nào yếu kém nhất. Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng. Mắt có thể thấy được phía trước nhưng không thấy được phía sau. Dĩ nhiên điều này không liên quan gì đến Phật nhãn. Người được khai Phật nhãn rồi có thể nhìn thấy được không chỉ phía trước mà còn có thể thấy được cả phía sau, thấy hai bên, trên và dưới. Người ấy có thể thấy được cả cõi giới hư không. Nhưng đó không phải là vấn đề được nói ở đây, vì chúng ta đang nói về mắt trần của hàng phàm phu. Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn qua lại hai bên chỉ được 2/3. Không thể thấy hoàn toàn mọi thứ chung quanh mình. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn. Trong 3 phần công đức, 1 phần không có. Quý vị có thể nhìn thấy phía trước và hai bên, chứ không thể nhìn được phía sau. Nên biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Nhãn căn không phải là căn thù thắng, vì không dùng được toàn thể công năng của nó. Những điều giảng ở đoạn này là để chuẩn bị cho lời khai thị của 25 vị thánh đã chứng ngộ, trình bày về pháp tu viên thông của mình. Mỗi vị đã chọn một căn để tu chứng viên thông. Kinh văn. Như nhĩ căn nghe khắp cả mười phương không sót,
Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngần mé. Nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với A Nan: Như nhĩ căn có thể nghe khắp, thính giác thì không bị chướng ngại. Nó không giống như mắt chỉ có được một phần công năng. Nhĩ căn có thể nghe khắp nơi, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên, dưới. Bất kỳ ở đâu có âm thanh, nó có thể nghe khắp cả mười phương không sót. Chẳng có gì mà tai không thể nghe được. Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không ngần mé. Nên biết nhĩ căn viên mãn 1200 công đức. Kinh văn. Như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Xét kỹ tỷ căn ba phần khuyết một, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải. Như tỷ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào, có ra có vào nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Giữa lúc thở vào thở ra là một khoảng dừng lại, lúc khứu giác không hoạt động. Xét kỹ tỷ căn ba phần khuyết một, nó cũng bị thiếu sót một phần ba. Nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn. Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói có phần hạn nhưng lý thì vô cùng. Nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải. Lưỡi vốn là cơ quan để nếm, nhưng nó không chỉ có chức năng ấy. Ở đây lưỡi có khả năng nói được bàn đến. Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lưỡi có thể nói pháp, nó có thể diễn bày cả pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Lời nói có phần hạn, có sự khác nhau giữa ngôn ngữ và địa phương, nhưng lý thì vô cùng. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Ngài gặp phải sự trở ngại của ngôn ngữ. Người Trung Hoa không hiểu tiếng nói của Ngài nên gọi Ngài là Rợ Hồ để biểu hiện thành kiến của họ. Một số người thậm chí không muốn nói về Ngài, và một số khác lại không muốn tìm hiểu nhiều về những điều Ngài nói. Nên bất kỳ Ngài đến đâu, chẳng có ai để ý đến giáo pháp Ngài truyền dạy. Gặp trường hợp như vậy, Ngài đến Lạc Dương, vào núi Hùng Nhĩ, ngồi thiền quay mặt vào vách. Đây là trường hợp ngôn ngữ bất đồng khiến ngăn trở sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lý thì vô cùng tận. Nên biết thiệt căn viên mãn 1200 công đức. Thiệt căn có đầy đủ công năng của nó. Kinh văn. Như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi rời ra thì không. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Giảng giải. Như thân căn biết sự xúc chạm, thân biết sự xúc chạm của vật, biết các cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Nhận biết các dạng cảm xúc gây đau đớn khó chịu và các cảm xúc ưa thích dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi thân căn và vật bên ngoài tiếp xúc nhau thì biết có cảm giác xúc chạm. Khi rời ra thì không, khi không còn sự tiếp xúc ấy nữa thì không biết. Rời ra chỉ một, hợp lại thành hai. Khi tách rời thân căn và vật tiếp xúc từ bên ngoài ra thì mình thành một thực thể cá biệt. Còn khi tiếp xúc với vật bên ngoài thì có cảm giác xúc chạm hoặc đau đớn hoặc êm dịu. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một. Trong công năng của các căn gồm 1200 công đức, thân căn thiếu một phần ba. Nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Kinh văn. Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong mười phương ba đời. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tổ cùng ngàn mé. Nên biết ý căn viên mãn 1200 công đức. Giảng giải.
Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong mười phương ba đời. Lãnh vực ngũ trần đã được bàn đến. Ý ở đây chỉ cho ý thức, thức thứ sáu. Tâm vốn vắng lặng, nhưng trong đó sự phân biệt bao trùm cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà không bao dung đến tột cùng ngàn mé. Nên biết, ý căn viên mãn 1.200 công đức. Ý căn cũng có đầy đủ toàn bộ 1.200 công đức. Kinh văn: A Nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử, quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Giảng giải: Đức Phật lại gọi A Nan lần nữa. Nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử. Ông không muốn trôi theo dòng luân hồi sinh tử nữa, mà muốn công phu tu tập để đi ngược lại dòng sinh tử ấy. Thì ông nên quay ngược lại các căn lưu ngại đến chỗ không sinh diệt. Ông muốn quay lại và tìm ra cội nguồn của dòng chảy luân hồi sinh tử. Kinh văn: Ông nên xét trong sáu căn hiện đang thọ dụng này. Căn nào hợp, căn nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên mãn. Giảng giải: Trước tiên, ông hãy xét kỹ trong sáu căn này. Căn nào là viên thông nhất, không chướng ngại, và căn nào đem đến sự viên thông? Kinh văn: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia, theo tính viên thông, thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Giảng giải: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, nếu ông có thể nhận ra cội gốc luân hồi sinh tử và nghịch với dòng của nghiệp thức, ông sẽ biết căn nào viên thông nhất. Ngược với dòng nghiệp hư vọng đang dệt từ vô thủy kia theo tính viên thông, ông sẽ không xuôi theo dòng luân hồi sinh tử, ông có thể đi ngược lại chiều ấy. Thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Trước khi ông nhận ra căn nào viên thông, thì ông phải tu hành cả kiếp mà vẫn không thành Phật. Nhưng khi đã nhận ra căn nào viên thông nhất rồi, không thuận theo dòng luân hồi sinh tử nữa, thì ông chỉ cần tu một ngày mà có kết quả như tu tập trong cả đại kiếp. Kinh văn: Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được, Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn. Giảng giải: Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông vốn có đầy đủ công đức như vậy. Như Lai đã chỉ bày đạo lý rất rõ cho ông. Bản tánh của sáu căn này rất thanh tịnh và vắng lặng. Như Lai cũng đã phân tích rõ công đức của từng căn. Nay ông đã nhận rõ công đức của căn nào viên mãn nhất và ít công đức hơn. Tùy ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được, Như Lai đã phân tích mức độ công đức của từng căn rồi. Nay A Nan, tùy thuộc vào ông chọn kỹ căn nào để quyết định, xem căn nào thích hợp cho việc tu chứng của mình. Nhĩ căn vốn căn bản là viên thông nhất trong các căn, nhưng Đức Phật không nói thẳng cho A Nan biết như vậy. Ngài để cho A Nan chọn lựa và quyết định. Đức Phật chỉ đưa ra từng khả năng công đức của mỗi căn rồi dành cho A Nan quyết định chọn lựa. Đó là những gì Đức Phật dạy cho A Nan. Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn. Sau khi ông đã có sự chọn lựa, Như Lai sẽ giải thích cho ông chi tiết hơn. Như Lai sẽ chỉ bày cho ông biết cách công phu tu tập với căn mà ông đã chọn để có được tiến bộ. Kinh văn: Chư Phật Như Lai ở trong mười phương, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó, không có cái nào hơn kém. Giảng giải: Chư Phật Như Lai ở trong mười phương, Đức Phật nói đến các đức Như Lai trong khắp mười phương như là sự bảo chứng. Các ngài, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó,
không có cái nào hơn kém. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, trong các pháp này chẳng có cái nào hơn kém. Kinh văn: chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được, nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Giảng giải: chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém. Các đức Như Lai trong khắp mười phương thành tựu viên mãn nhờ vào phương tiện của năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, chứng nhập vô thượng bồ đề nhờ các pháp ấy. Đối với các pháp, mỗi mỗi đều bình đẳng với nhau, chẳng có cái nào ít tác dụng hơn. Nhưng ở nơi ông thì khác, căn tánh của ông lúc này đang còn yếu kém, ông vẫn còn rất mù mờ, nên chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy được. Ông không thể chọn một pháp trong năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, và qua đó mà đạt được trí huệ viên mãn tự tại. Nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Như Lai sẽ giảng kỹ pháp tu trên mỗi căn, cho đến khi ông nhận ra được cách thâm nhập vào một pháp môn. Vào một căn không còn vọng tưởng, thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh. Giảng giải: vào một căn không còn vọng tưởng, ông thâm nhập vào một căn đến mức vọng tưởng tiêu mất và được thanh tịnh tuyệt đối. Khi một căn không còn vọng tưởng nữa, thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh. Tất cả các căn đều trở nên thanh tịnh và tự tại cùng một lúc. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà nghịch lưu, thâm nhập nhất môn, năng linh lục căn nhất thời thanh tịnh. Diệt dịch: A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng đi sâu vào một căn khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Giảng giải: A Nan vẫn chưa thực sự hiểu được những gì mình nghe Đức Phật giảng giải, thế nên A Nan lại hỏi Đức Phật. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng? Nghĩa ngược dòng luân hồi sinh tử mà ngài nói là thế nào? Làm sao để đi sâu vào một căn? Còn phải chọn căn nào để nhập sâu vào? Căn đó ở đâu? Làm sao để cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Làm sao để thể nhập vào một căn không hư vọng để khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Đạo lý liên quan ở đây là gì? Ha ha ha, 问三摩地娑婆。